Rồi mình chào các bạn ha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cái món cơm trộn nha các bạn ha. Giữa cơm tím trộn nè với củ hành với lạp xưởng. Lạp xưởng mình chiên trước, mình cắt nhỏ ra ha. Thì đầu tiên mình bỏ dầu ăn vô. Dầu ăn vô sau đó mình bỏ hành vô, mình xào. Sau đó mình bỏ lạp xưởng và cuối cùng là mình bỏ phần cơm vô. Như vậy mình sẽ có một cái phần cơm trưa ha các bạn ha. Rất là giàu dinh dưỡng luôn. Dành cho F0 nha, mình là F0 ngày thứ hai nha các bạn. Đó. Rồi, nếu các bạn nào thích dùng tiêu thì có thể dùng tiêu hơn, nhưng mà đối với mình là như vậy là ổn nha các bạn. Nếu muốn cho mùi thì chúng ta có thể là dễ ăn hơn thì chúng ta sẽ cho một ít nước tương vào nha các bạn nha. Đó, nước tương vào rồi vậy thì mình sẽ có một cái bữa ăn rất là ngon thơm các bạn ha, rất là thơm các bạn. Đó. Rồi chỉ cần một phút thì cơm mình nấu trước các bạn ha, lạp xưởng mình cũng chiên trước rồi, do đó mình làm rất là nhanh, chỉ cần khoảng 2 phút là các bạn sẽ có một cái bữa ăn rất là ngon. Sau đó mình hạ bếp đi đây ha. Mình tắt bếp ha. Đây bếp điện nha các bạn. Đó. Rồi mình để ăn, để dưới đây mình ăn luôn ha. Đó. Cơm trộn đó. Ha. Rất là ngon, thơm luôn các bạn, bổ dưỡng lắm ha. Đó. Rồi vì là F0 nên là các bạn sẽ chuẩn bị trước ha, 2 tép tỏi nha các bạn, đập sẵn như thế này để 10 phút nha. Đó, mình để mình ăn cho ngon nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình ha. Đây là phần ăn của bạn F0 ngày thứ hai cách ly tại nhà nha các bạn. Rồi. Đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình nha. Chào các bạn.